Các chị và các bạn ơi, ai đã thấy em rồi thì mình nhanh tay xây dựng livestream và ba rất bất kỳ ạ. Hello, xin chào các bạn nha, các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn ơi, ai đã thấy em rồi, mình cùng nhau chia sẻ livestream vào ba rất bất kỳ nha. Hôm nay mình sẽ chơi mini game và mini game mở đầu cho câu hỏi. Mini game ngày hôm nay là cây gì không có hoa? Cây gì không có hoa là câu hỏi mini game ngày hôm nay ạ. Các chị và các bạn nào đã thấy em rồi, mình nhanh tay vào tương tác với shop bằng cách chia sẻ livestream vào ba rất bất kỳ nha các chị và các bạn ơi. Rồi, xin chào các chị và các bạn mới vào, em thấy 24 bạn đã vào rồi, 27 bạn. Cây cột cờ, em chào chị Trần Thị Thanh Phương ạ. Chào chị Trần Thị Thanh Phương nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay chia sẻ livestream vào ba rất bất kỳ, sau đó mình hãy comment đáp án các chị và các bạn ơi. Lỡ như mà mình là chủ nhân của một set đồ bao gồm chiếc áo sơ mi và một chân váy bất kỳ thì sao đúng không ạ? Nên mình nhanh tay mình nhanh chia sẻ liền livestream. Và các chị các bạn nhớ chia sẻ đủ ba rất. Còn nếu như mà các chị các bạn mà trả lời đúng trúng đáp án của shop em nhưng vẫn chưa chia sẻ đủ ba rất thì em không nhận các chị và các bạn nha. Rồi cây cột điện chan chan, chào chan chan. Chào banana cây khô vẫn chưa phải đáp án của mình. Vũ Hoàng Thanh An, cây kéo vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Linh Hoàng Thiên Ngọc, chị thấy em nha. Rồi sư tử như cây son vẫn chưa phải. Hà Vi, cây cột điện chưa phải, cây kéo chưa phải nha. Rồi cây cột chưa phải các chị và các bạn nha. Cây cột chưa phải, cây bút chưa phải, cây cột điện vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Các chị và các bạn ơi, chia sẻ liền ba nhóm bất kỳ nha. Chia sẻ liền ba nhóm bất kỳ, sau đó comment đã share giúp em nha. Comment đã share giúp em và sau đó mình comment đáp án nha. Các chị và các bạn chỉ cần thôi, mình chỉ cần chia sẻ đủ ba rất rồi chụp màn hình lại cho em đi. Rồi lỡ mà mình trúng mini game thì các chị inbox qua liền cái ảnh chụp màn hình đã chia sẻ ba rất thì em sẽ chấp nhận mình là chủ nhân của mini game trong ngày hôm nay các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn, ok, cây kéo, cây gậy chưa phải các chị và các bạn, chưa phải đáp án của em nha. Cây thuốc thăng long vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Rồi cây kéo vẫn chưa phải đáp án của mình chị ơi. Cây dương sĩ vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn nha. Cây rêu vẫn chưa phải ạ, cây rêu chưa phải nha. Rồi cây thông vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Cây gì đây, một loại cây mà cây đó không có hoa các chị và các bạn ạ. Cây này mình không có hoa đâu các chị và các bạn, và nó cực kỳ quen thuộc với mình các chị và các bạn nha. Rồi xin chào 55 chị đang xem nha. Xin chào 55 chị và bạn đang xem nha. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tham gia mini game này và trả lời cho câu hỏi coi cây gì không có hoa nha. Chỉ cần bước 1, chúng ta chia sẻ vào ba rất vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta cầm màn đáp án của mình là được có cơ hội nhận được một combo siêu xinh như Hân hoặc Thương đang mang nha. Ai thích săn combo không đồng nào, hãy nhanh tay vào cùng tham gia mini game với shop ở lúc đầu chương trình nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn combo 99.000 cực kỳ hot. Nhanh lên nha mọi người nha. Nhớ là hôm nay mini game, hôm nay chương trình sau đồ sẽ rất là hấp dẫn nha. Mọi người hãy cùng chờ đón chương trình hôm nay mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nhanh tay comment nếu các chị và các bạn đã biết đáp án mình rồi nha. Hay các chị và các bạn nghĩ đáp án đó đáp án chính xác thì mình nhanh tay comment đi các chị và các bạn ơi. Lỡ như mình là người chủ nhân của một cái set bao gồm áo và chân váy thì sao đúng không? Và các chị và các bạn ơi, nhanh tay ạ. Vì đáp án của em cực kỳ dễ nên mình nhanh tay comment biết đâu mình là chủ nhân của một set đồ siêu xinh của bên em ạ. Rồi cây viết vẫn chưa phải, cây lâu nhà chưa phải, cây kim vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi cây son vẫn chưa phải, cây bàn chưa phải, cây tranh chưa phải nha. Rồi cây gì đây, cây cột vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi cây tầm vẫn chưa phải nha. Cây cột điện chưa phải nha. Trụ điện chứ cây gì chưa phải các chị và các bạn nha. Đúng rồi, chưa phải, rất là nhiều cây không có hoa này. Chúng ta hãy suy nghĩ những đáp án đơn giản nha mọi người nha. Cây rồi chưa phải, cây son chưa phải nè, cây cột điện chưa phải đâu mọi người ơi. Cây củ chổi hả, củ chổi là cây gì? Rồi cây gì không có hoa mọi người ơi, rất là dễ nha. Và nhanh tay kéo view lên để sắp gửi cho mọi người, sắp lật đáp án nha. Cây sổ chưa phải nha, cây dương sĩ chưa phải mọi người nha. Cây hương là cây gì chưa phải mọi người ơi. Cây đàn chưa phải, cây gậy chưa phải mọi người.
cây vàng chưa phải mọi người ơi. Rồi cây thước chưa phải nha. Cái gì không có hoa đây mọi người ơi. Và kết thúc mini game này, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn combo 99.000 cực kỳ hot nha. Mỗi combo sẽ được bán với giá 99.000, áp dụng cho khách nào mua được từ 2 bộ trở lên nha. Nhớ là sẽ có giá 99.000 cực kỳ hot. Chị nào bạn nào chưa tham gia chương trình săn combo thì hãy nhanh tay nha. Nhanh tay. Rồi các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay comment những đáp án các chị và các bạn mình cho là đúng đi các chị và các bạn ơi. Em sắp tìm ra đáp án, em sắp gợi ý đáp án rồi, gợi ý ra một phát là các chị các bạn comment đúng ngay. Các chị và các bạn phải nhanh tay mình chia sẻ liền ba rút sắp đi các chị và các bạn nha. Rồi comment một cây nào đó mà các chị và các bạn cho là đáp án của sắp nha. Rồi em chuẩn bị gợi ý rồi đây các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị gợi ý rồi đây. Rồi cây xăng vẫn chưa phải nha. Cây bút chưa phải, cây chổi chưa phải, cây dốt chưa phải, cây nhà chưa phải, cây mía chưa phải, cây nén chưa phải, cây cau chưa phải, cây reo chưa phải, cây viết chưa phải nha. Rồi hello, xin chào các chị và các bạn. Hôm nay chị học sinh ạ, bình thường chị học xấu hả? Cây xương rồng vẫn chưa phải nha. Rồi cây ATM vẫn chưa phải, cây cầu chưa phải, cây vàng chưa phải nha. Các chị và các bạn ơi, nghĩ cây gì cứ comment cho em biết đâu mình đúng sao các chị và các bạn ơi. Đúng rồi. Cây cục điện nha, cây nến chưa phải, cây ngang chưa phải à, cây cục điện mình cũng chưa phải, cây sáo chưa phải các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị gửi đáp án rồi. Các chị ơi, lên 500 view để mình bắt đầu gửi đáp án chị nha. Các chị và các bạn nha. Ok, nhanh tay trả lời, nhanh tay chia sẻ vào ba rất một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án nào mọi người ơi. Cây này không khó đâu mọi người ơi, cây này rất là dễ nha. Cái gì không có hoa này mọi người ơi, cây gì không có hoa, cây cục điện chưa phải, cây đa chưa phải, cây đèn chưa phải mọi người nha, cây xăng chưa phải mọi người ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, cây này rất là dễ nha, cây này rất là dễ các chị và các bạn nha. Cây này mình rất là dễ, cây phơi quần áo à, chưa phải đâu các chị và các bạn ơi. Cây cờ chưa phải nha, cây xạ chưa phải nha, cây gì đây, cây gì rồi, đây rồi gợi ý luôn thì có ơi. Một từ gợi ý có một từ nha, trừ chữ cây ra là có một từ thôi các chị và các bạn nha. Trừ từ các chị và các bạn ơi, từ trừ chữ cây ra còn chỉ có một từ thôi, trừ chữ cây ra chỉ có một từ nha các chị và các bạn rồi, ơi. Lật bài này rồi, chuẩn bị lật bài luôn nha mọi người nha. Trừ chữ cây ra mình có một từ thôi các chị và các bạn nha. Cây chết héo là cây gì, cây tre chưa phải. Đáp án của mình, đáp án của mình có hai từ, trừ chữ cây ra chỉ có một từ, trừ chữ cây ra chỉ có một từ thôi nha. Ok, trừ chữ cây ra một từ thôi chị và các bạn ơi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu lật đáp án nha. Bây giờ em sẽ lấy đáp án và lật cho mọi người đây các chị. Rồi, rồi. Sau chữ cây là một chữ cờ các đúng chị rồi, các bạn là nha. Chữ đúng xe rồi. Nha, chữ C sau chữ cây là một chữ C các quá chị dễ các bạn rồi. Nha, chữ C nha, cây gì đây mà sau chữ cây có một chữ C à, có một chữ C, cây cầu chưa phải, cây này rất là quen thuộc, rất là quen thuộc, cây này ứng dụng rất là nhiều các chị và các bạn ơi, có hoa đâu mà không đúng, cây cỏ chưa đúng nha, cây cỏ còn chưa đúng, rất là gần rồi, cây cỏ được ăn, cây cỏ rất là gần rồi các chị và các bạn, cây cọc chưa phải nha.
và đi kèm với đó một chân váy, một chân váy với hai tầng, một tầng bèo và một tầng xếp ly các chị và các bạn nha. Đúng rồi, quá sắc. Cô em đang mặc đây, ba bộ áo và chân váy có giá bao nhiêu đó? 99.000 mọi nha. Đúng rồi. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong là nha. Đúng rồi. Còn một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Đúng rồi. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment giúp em mã. Bộ này dưới 55kg mình vô tư đặt nha. Và mã của combo đầu tiên là C1. Mọi người cùng nghe rõ mã nha. Mã của combo này là C1 nha. Chúng mình đi em inbox sắp gửi quà nha. Mã của combo này là C1. Sắp nhắc lại cái mã để mình biết mình đặt hàng nha. C1 dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. C1 là 99.000 nha. Và nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy có một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn 2 bộ trở lên, hai bộ trở lên thì giá sẽ là 99.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ chọn có một bộ thì giá là 129.000 người nha. Còn C1 29.000 một bộ và áp dụng. Và nếu có chị mua 2 bộ trở lên thì có giá 99.000 mỗi bộ. Comment giúp em là C1 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền cho em địa chỉ ạ. Nguyễn Thị Ngọc Hiền cho em địa chỉ nha. Nguyễn Thị Ngọc Hiền cho em địa chỉ rồi chốt cho Phương An. Phương An cho em địa chỉ nha. Rồi Mai Pu Pu Nguyễn, Mai Pu Pu Nguyễn cho em địa chỉ luôn ạ. À. Xây lại đằng sau cho em xem. Ok các chị và các bạn nha. Đằng sau em sẽ cho các chị và các bạn coi đằng sau nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đây em sẽ mở áo đằng sau nha. Comment địa chỉ và số điện thoại giúp em với chị và các bạn nha. Đây đằng sau đây các chị và các bạn ơi, em sẽ cho các chị và các bạn coi nha. Đây đằng sau là đây, đằng trước là đây các chị và các bạn nha. Em sẽ cho các chị và các bạn cùng ngắm một chút rồi mình đặt mã C1 cục và số điện thoại và địa chỉ ạ. Ok Nguyễn Hải Linh cho em địa chỉ, Kiều Bùi cho em địa chỉ nha. Kiều Bùi cho em địa chỉ, rồi Lê Nga cho em địa chỉ ạ. Các chị và các bạn ơi đặt hàng cho em địa chỉ, số điện thoại và C1 ạ. C1 số điện thoại và địa chỉ nha. Mặc được không ạ? Đảm bảo mặc được nha các chị và các bạn ơi. Hàng bên em bán là rất là uy tín luôn các chị và các bạn nha. Rồi C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi ok. Lan Nguyễn cho mình địa chỉ nha. Lan Nguyễn cho mình địa chỉ nha. Rồi chúc cho ok. Để em qua C1 rồi các chị và các bạn. Chúc với chị Lan Nguyễn C1 comment địa chỉ giúp shop nha. 99.000 một bộ, áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Nhanh tay nha mọi người nha. Chúc với chị Kiều Bùi C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Hải Linh C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhớ là comment mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng nha. Chúc cho Lê Nga C1 comment địa chỉ giúp shop mọi người nha. Chúc cho Mai Bu Bu Nguyễn C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi nhanh tay cầm giúp shop là C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mini game thì chúng ta đã tạm thời qua cái mini game rồi. Sau cái C1 chúng ta sẽ cùng đến C2 nha. Ai còn muốn sở hữu C1 nữa nhanh tay comment giúp shop nha. Rồi ai đã comment C1 hãy nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Nhớ là C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Shop chỉ chốt cho chị nào, bạn nào có đầy đủ C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và chúng ta chuẩn bị qua mẫu trong 20 giây nữa nha. Chị nào bạn nào đã đặt hàng được rồi nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. C1 ok, chúc cho Minh Tuấn là anh comment giúp shop địa chỉ số điện thoại luôn nha. Mọi người comment C1 không thì shop chưa chốt đơn được nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Lanh Nguyễn C1 rồi nha, comment địa chỉ giúp shop. Chúc cho Phương Mai C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Phương Mai nha. Phương Mai cho mình địa chỉ các chị và các bạn ơi. Em chốt hàng nhanh khi mình cho đầy đủ địa chỉ và số điện thoại các chị và các bạn nha. Chốt hàng nhanh khi cho em địa chỉ và số điện thoại. Rồi C1 chỉ bao nhiêu ạ? Một combo sẽ có giá 129.000, còn hai combo trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. C1 em chốt cho chị Lan Nguyễn cho em địa chỉ ạ. Cho em địa chỉ ạ. Rất là xinh luôn, rất là đẹp luôn các chị và các bạn. Cái mẫu này cái chốt cực kỳ đẹp. Ở đâu các chị tìm ra một cái chốt đẹp như vậy mà một combo chỉ có giá 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ các chị và các bạn ơi. Mình nhanh tay comment C1 và số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt combo này đi các chị và các bạn nha. Chốt combo này nha. Bao nhiêu tiền? 99.000. 99.000 mỗi combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong la nha. Còn nếu như các chị và các bạn chỉ mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Vì em là gió. Em chốt cho vì em là gió. Cho địa chỉ giúp mình nha. Cho địa chỉ giúp mình nha. Ngọc Nhi ơi cho địa chỉ giúp mình nha. Ngọc Nhi cho địa chỉ giúp mình nha. Ship bình thường bao nhiêu? Từ 30 tới 35.000. Mình ship theo đường bưu điện và phí COD các chị và các bạn nha. Nhận hàng rồi mới trả tiền nha. Nón chị đội có bán nha. Đương Diễm nha, 120.000 một chiếc nón nồi rất là xinh ạ. Chân váy này là chân váy có quần bên trong mọi người nha. Đây có quần bên trong luôn. Okay. Chân váy này là chân váy có quần bên trong nha. Rất là xinh luôn các chị và các bạn. Rồi mọi người ơi, đã comment C1 kèm số điện thoại nhanh tay cho shop địa chỉ nha. Cảm ơn Phương Mai nha, shop
sắp thấy địa chỉ rất là rõ ràng nha. Rồi nhanh tay comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai chưa có địa chỉ nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ shop thì chuyển qua C2 nha. Nhanh tay comment địa chỉ giúp shop. Nếu mình đã đặt hàng mà chưa có địa chỉ thì shop chưa chốt được nha. Comment giúp shop là C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. 2 bộ trở lên là 99.000 một bộ. Tức là 2 bộ là 99 nhân 2 là 198.000 nha. Đó, từ 2 bộ trở lên như vậy các chị và các bạn nha. 4 bộ cũng áp dụng như 2 bộ trở lên các chị và các bạn nha. Đó là 99.000 mỗi bộ nha. Đúng chị rồi. Ở đâu à? Chị ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xa lắc kênh, ok chị. Xa lắc kênh, xa lắc kênh. Chị Lâm Nguyễn ơi, mình cho số điện thoại Phương, số điện thoại giúp em luôn. Để cho em có thể. Rồi, chị Lâm Nguyễn ơi, cho đầy đủ thông tin nha. Mọi người comment theo cú pháp là thôn nè, xã, huyện, tỉnh nè. Đó, theo tức là mình comment cái địa chỉ thì phải rõ ràng để người ta đọc là hiểu liền nha mọi người nha. Comment thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc là số nhà gì, tên đường gì nha mọi người nha. Rồi ok Ngọc Nhi, mọi người ơi comment đầy đủ địa chỉ giúp shop. Ai đã đặt hàng nhanh tay comment địa chỉ nha. Minh Tuấn là anh comment địa chỉ, số điện thoại giúp shop thì chưa thấy số điện thoại địa chỉ nha. 99.000 một bộ, áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Rồi mua từ 2 bộ, đúng rồi, mua từ 2 bộ trở lên là 99.000 một bộ nha. Minh Tuấn là anh ơi comment số điện thoại địa chỉ shop mới chốt được nha. Shop vẫn chưa chốt hàng được cho Minh Tuấn là anh nha. Phải có số điện thoại và địa chỉ mọi người nha. Comment giúp shop là C1 hoặc số điện thoại và địa chỉ nha, kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Bây giờ chúng ta đến với mã C2 của Thương đang mang nha. C2 là một chiếc áo đó, một chiếc áo form dài như thế này, có cái phong cách điệu rách nhìn rất là cá tính nha. Nó vừa theo cái phong cách là street style nè, đó cái phong cách này là street style, nhưng mà đây cũng là một cái kiểu đồ rất là thông dụng. Cái áo form hơi giống tank top một xíu, hơi giống phong cách tank top một xíu, như là áo này có thể làm váy dài luôn, mình có thể mặc cái quần đùi trong mình giấu quần luôn được nha. Và cái này mình có thể mặc được hai kiểu, một là kiểu dài như thế này, còn không thì mình sơ vinh nhẹ lại đó. Như Thương sẽ mang sơ vinh cho mọi người nha, như Thương sẽ sơ vinh nha, đó Thương đang sơ vinh đó. Mình có thể mặc được hai kiểu như thế này mọi người nha. Đây là C2 nha, 99.000 áp dụng thì chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong live nha. Cứ 2 bộ bất kỳ là mỗi bộ có giá 99.000. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Rồi mã này là C2 nha. C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Thương báo mã cho chị luôn. Dạ, mẫu này là mẫu C2 nha các bạn. Mẫu C2 đây là C2 và C2 là sự phối hợp của một chiếc áo thun như thế này cùng với một đúng chiếc quần đùi quá xuất sắc như thế này, và cũng có giá 99.000 khi mình chọn được 2 bộ bất kỳ trong line mọi người nhé. 2 bộ bất kỳ nha. Rồi ai muốn sở hữu C2 nữa thì nhanh tay comment giúp shop là C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ, chúc cho Phương Nguyên C2 ok Phương Nguyên nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Ngọc Nguyễn Nga ok chị Ngọc Nguyễn Nga, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho sao đêm nha chị sao đêm cho em địa chỉ nhé chị. Ok, sao đêm comment địa chỉ giúp shop luôn nha các chị ơi. Đặt hàng nhớ comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Nhanh tay comment giúp shop mọi người nha. Rồi ok C2, chúng ta tiếp tục lên mã C, chúng ta sắp qua mã C3 rồi nha. Ok Minh Tuấn là anh em thấy cái số điện thoại của mình, số điện thoại sao là số bàn ta. Mọi người ơi cho số di động với số bàn sắp không biết là có phải chính xác là mình khi mà gọi điện không biết là có gặp được mọi người hay không, tại số bàn thường là số công cộng, số của cả gia đình dùng chung đúng không. Minh Tuấn là anh đây comment số di động giúp shop nha, chứ số bàn thì sắp hơi khó gọi rồi. Rồi ok, chúc cho chị sao đêm C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc chị Quang Trân C2 ok comment địa chỉ giúp shop chị nha. Cho em xem lại bộ kia. Dạ, qua mẫu là hết hàng các chị nha. Nên là mình đặt trong lúc mà mẫu đang sâu nha. Luôn luôn đặt trong lúc mẫu đang sâu nha. Qua mẫu là hết hàng nha. Dạ, chúc cho Bùi Minh Lợi C2 ok Bùi Minh Lợi nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Hoàng Huy C2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Túi 99.000 nha Quỳnh nha. Túi có bán nha, túi cũng bán giá 99.000 nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là C2 nha. Số Lào em nè, xuống thở ở Lào hả? Anh Minh Tuấn là anh ơi, sao không có ship là nước ngoài nha, sao chỉ ship trong Việt Nam thôi nha. Mình nếu mà muốn đặt hàng thì mình hãy cho cái số điện thoại ở Việt Nam nha, anh Minh Tuấn là anh nha, sao không có ship ra nước ngoài mọi người nha. Rồi ok, ai còn muốn lấy C2 nữa nhanh tay comment giúp shop nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình qua mẫu C3 các chị và các bạn nha. C3 với một combo rất là xinh, đảm bảo chị nào bạn nào mà không đặt combo này thì mình quá tiếc luôn à. Một combo như em đang mặc, một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng rất là đẹp ạ. Một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng với chất rất là đẹp mọi người nha. Em bao đẹp cho mình luôn nha. Và
đi kèm với đó một chân váy hai tầng, một chân váy hai tầng cực kỳ xinh nha, chân váy hai tầng và có quần bên trong nè, một chiếc lớp quần bên trong thùng các bạn nha, khi một combo bao gồm một chiếc áo sơ mi và một cái chân váy tầng như vậy sẽ có giá 99.000 một combo và hai combo bất kỳ thì mình mới có giá 99.000 một combo với chị và các bạn nha. Nhớ mua hai combo bất kỳ giúp em nha. Rồi các chị và các bạn, nếu như chốt chỉ một combo duy nhất thì mình sẽ có giá 129.000 à. Chốt một combo duy nhất 129.000 các chị và các bạn nha. Chốt giúp em combo này bằng cách comment là C3 và số điện thoại và địa chỉ à. Rồi em chốt cho chị sao đen mà, em chốt cho chị sao đen nha. Túi màu gì nhiều vậy shop? À Quỳnh ơi, túi có 3 màu vàng, trắng và đen. Quỳnh lấy túi, comment cho mình túi, số điện thoại, địa chỉ. Chỉ có giá 99.000 mỗi túi tất tay thôi nha. Bán trong live rồi. Chị bán trong live giá đó thôi các chị và các bạn nha. Rồi chào Văn Nguyễn nha, chào các bạn. Bạn nào chốt C3 comment C3 cầm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình rồi. Đức Thương, ok Đức Thương nha, cho mình địa chỉ nha Đức Thương ơi. Rồi comment địa chỉ, số điện thoại kèm C3 nếu các chị và các bạn chốt cho em mã này à. Mã này rất là xinh, mình không mua là mình tiếc các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Bộ C2 chị nha, ok chị sao đêm nha. Rồi Nhiên Nhiên, ok Nhiên cho mình địa chỉ nha Nhiên Nhiên ơi. Nhiên Nhiên cho mình địa chỉ nha. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng cho giúp em địa chỉ liền các chị và các bạn nha. Đừng ngại cho em địa chỉ, mình sẽ ấn địa chỉ sau khi tụi em tắt like thì mình ấn tất cả các địa chỉ các chị và các bạn rồi nha. Đúng rồi. Rồi các chị và các bạn yên tâm khi cho em địa chỉ nha. Rồi sau đêm Nhiên Nhiên ơi comment địa chỉ giúp shop nè. Đức Phương comment địa chỉ giúp shop để lấy C3 nha. Nhớ là 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000. Các chị và các bạn nào mới chọn một bộ thôi thì mình có thể xem thêm, mình chọn thêm một bộ nữa nha. Bộ này quá xuất sắc nha. Rồi chúc tiếp tục cho chị Yến Minh C3, ok Yến Minh nha. Yến Minh mình có địa chỉ Yến Minh rồi nha. Chúc với Châu Mỹ Linh C3, ok Châu Mỹ Linh comment địa chỉ giúp shop nha. Minh Tuấn là anh, comment số điện thoại ở Việt Nam thì sắp mới chốt được nha. Minh Tuấn là anh nha, chứ số điện thoại ở Lào sao sắp gọi được. Váy bao nhiêu ạ? Sắp không bán rồi mọi người nha. Nguyên set là 99.000, nguyên combo gồm áo và váy như thế này 99.000, áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line mọi người nha. Kết thúc line mình chỉ lấy được một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Váy này 1m63 dài tới đâu vậy? Yên tâm các chị và các bạn ơi, có quần trong, yên tâm là mình ngắn, không có bị ngắn đâu các chị và các bạn nha. Comment cho em C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng nha. Cái combo này thì em nghĩ 1m67 trở xuống mình mặc vẫn còn đẹp các chị và các bạn nha. 1m67 trở xuống đừng lo nắng các chị và các bạn ơi. Rồi nhanh tay comment cho em C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt. Rồi ok, mình chốt cho Nhiên Nhiên nha. Em chốt cho Nhiên Nhiên rồi ạ. Có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại em chốt rất nhanh mọi người ơi. Rồi em chốt Đất Thương. Không, cái tên là Đất gì vậy? Đất Thương ơi, mình không có xíu thức ngồi Đất Thương ơi. Tại vì của bộ đồ này chắc là bằng phí ship rồi đó các chị và các bạn ơi. Nên là em không xíu thức ngồi được. Ship quần 7 từ 30, áp từ 20 tới 25 ngàn thôi các chị và các bạn nha. Em tiếp theo dịch vụ từ 20 tới 25 ngàn thôi ạ. Rồi bao nhiêu ạ? Nguyên một combo như vậy sẽ có giá 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live. Còn nếu các chị và các bạn chỉ chốt duy nhất một combo thì bên em sẽ lấy 129.000 mọi người nha. Rồi Quỳnh, em cao 1m58 nặng 51kg, mặc được không ạ? À? Bao vừa các chị và các bạn nha, em bao vừa nha. À, sao không có tin chính sách free ship mọi người nha. Mọi người thử nghĩ đây, một cái bộ như vậy giá gốc là 250 và sắp bán trong live luôn, bán giá ưu đãi cho mọi người với giá 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua hai bộ trở lên là 99.000 một bộ nha. Kết thúc livestream mình chỉ có lấy một bộ thôi, giá là 129.000. Mọi người hãy đọc kỹ cái cách sành sắp ghim nha. Và nếu mà giá mà 250 mà sắp bán 99.000 là mọi người biết quá rẻ như thế nào rồi, nên là không có free ship được nha mọi người nha. Ship có bao nhiêu đâu, ship có 30-35 ngàn thôi à, ship rẻ lắm. Đây là mọi người yên tâm nha. Chất vải áo đây các chị và các bạn nha. Chất vải áo đây rất là đẹp các chị và các bạn nha. Chất vải hoàn toàn yên tâm, nó rất là khó nhăn luôn nha, không nhăn cho các chị. Cái bộ này không có nhăn, bộ này không có nhăn. Bộ này không nhăn cho các chị và các bạn luôn nha. Ok, khỏi cần ủi, mình vẫn mặc được các chị và các bạn nha. Ship đến Đắk Lắk bao nhiêu ạ? Dạ từ 30-35 ngàn, mình ship theo đường bưu điện các chị và các bạn nha. Bưu điện lấy bao nhiêu em lấy bấy nhiêu thôi ạ. Vậy có quần bên trong không? Dạ có nha các chị và các bạn nha. Rồi còn 10 giây nha bộ này các bạn nha. Nguyên một combo này từ 250 chỉ còn 99.000. Và bây giờ nếu em qua 10 giây thì mình sẽ còn giá lại 250 các chị và các bạn nha. Em qua các set nào rồi thì combo đó sẽ trở về giá gốc các chị và các bạn nha. Em có bán nón ạ? Bán nón chỉ có giá 250.000 á. Bán nón chỉ có giá 120.000 các chị và các bạn nha. 120.000 nha. Ship Bình Dương từ 30 tới 35 các chị và các bạn ạ.
Các bạn ơi, ship toàn quốc, các bạn và các chị ơi, ship toàn quốc là chỉ có 30 hoặc 35 ngàn, tỉnh nào cũng như vậy nha. Tỉnh nào không có phân biệt là tỉnh nào, tỉnh ở miền Nam hay tỉnh ở miền Bắc, tỉnh nào cũng chỉ có 30 hoặc 35 ngàn, mọi người yên tâm nha. Rồi C3 kèm số thoại kèm địa chỉ nha, sắp chuẩn bị qua mẫu. Và lưu ý giúp shop là qua mẫu thì bộ này sẽ trở về 250. Sau livestream thì mọi người vui lòng đặt giúp shop với giá 250 ngàn nha. Sau livestream mọi người vui lòng đặt giúp shop với giá 250 ngàn nha. Đó, nên là tranh thủ đặt trong cái lúc mà mẫu đang sâu giúp shop nha. Chúc cho chị Lương Tà Sứ. Ok, Lương Tà Sứ C3 nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Nón là 120 ngàn nha mọi người nha. Nón không đang mang là 120 ngàn. Ok, chúc cho Quỳnh C3 và túi vàng. Ok Quỳnh nha, Quỳnh comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Minh Tân C3, ok Minh Tân comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi nhanh tay comment C3 sắp qua mẫu. Comment C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em các chị và các bạn nha. Em chuẩn bị 10 giây để mình qua mẫu C4 rồi các chị và các bạn nha. 10 giây để em qua mẫu C4 các chị và các bạn. Trở về giá gốc khi em qua mẫu nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình cùng qua C4 ạ. Rồi em chúc cho Ngô Việt nha. Ngô Việt ạ. Ngô Việt comment địa chỉ số thoại giúp shop địa chỉ nha. Ngô Việt ơi comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị và các bạn đặt hàng phải có địa chỉ giúp shop thì shop mới gửi được nha. Rồi Ngô Việt ơi comment địa chỉ giúp shop nha, Ngô Việt nha. Quỳnh ơi comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Những chị nào bạn nào chưa có địa chỉ nhanh tay comment giúp shop nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với C4 đây mọi người ơi. C4 là sự phối hợp của một chiếc chanh váy tay đít cộng với một chiếc áo thun sinner là như thế này. Và áo thun này là chấp thêu mọi người nha. Cái đó là ở phía trước có họa tiết ở phía trước là thêu nha mọi người nha. Đó, phong cách tay đít như thế này nhìn rất là năng động nha. Cho các cái tín đồ nào mà thích cái style năng động, style chút tay một tí nhẹ nhàng, nói chung là gì ta, đời thường một tí chứ không có cần, nói chung là cái style này mặc ở đâu cũng được, mặc mình mặc đi chơi mà thậm chí mình mặc đi học thêm cũng được luôn, tại vì cái váy này nó có quần trong mà người thoải mái ngồi lên ngồi xuống, thoải mái nhảy dây chơi bóng chuyền ở bóng bi, chơi bóng chuyền thoải mái luôn đó, cái váy này nó thoải mái như vậy đó. Rồi bộ này là C4 nha. Linh Trần ơi, chị Thủy về quê em, nên là tạm xa chị Thủy vài ngày nha em nhé. Ok Quỳnh nha, cảm ơn Quỳnh, địa chỉ rất là rõ ràng. Mã của Thương đang mang là C4 nha. Ai thích C4 thì nhanh tay comment giúp shop là C4 nha. Cũng 99 ngàn. Và áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line mọi người nha. Hai bộ bất kỳ trong line thì sẽ có giá là 99 ngàn một bộ. Dạ, còn em chốt cho Vũ Thủy Huyền nha. Cảm ơn chị nha, chị comment địa chỉ rất là đầy đủ. Rồi xin chốt thêm cho các dạ em. Chị ơi, chị Thanh Ngân ơi, áo bán đá bán lẻ ra thì cũng là 99 ngàn nha chị. Đúng rồi, áo bán lẻ cũng là 99 ngàn nha các chị nha. Cứ mua lẻ cũng là 99 ngàn, mua nguyên combo cũng là 99 ngàn. Bởi vậy mình lấy nguyên combo cho nó rẻ nha. Bây giờ em chốt xem một được không? Quỳnh rồi chị, tại Quỳnh mới có đặt rồi nên chị chốt cho Quỳnh thêm C1 nha. Ok Quỳnh nha, chị chốt cho Quỳnh thêm C1 rồi nha. Tại vì Quỳnh có đặt hai sản phẩm nên sắp phải chốt như vậy nha. Rồi chúc cho Vũ Huyền, chị Vũ Huyền C4. Ok em cảm ơn chị nha, địa chỉ rất là rõ ràng. Cảm ơn chị nha. Em nhớ trả lời các chị luôn. Rồi ok chị Vũ Huyền nè. Ôi chị, ok chị Ngọc Linh nha. Em chúc cho chị Ngọc Linh C4 nha. Comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Một bộ là 99 ngàn các chị nha. Một bộ gồm áo và váy là 99 ngàn nha các chị nha. Áo và váy 99 ngàn. Áp dụng khi mình chọn hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy có một bộ thôi. Giá là 129 ngàn các chị và các bạn nha. Rồi ai còn muốn sở hữu C4 nữa, nhanh tay comment giúp shop là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Cảm ơn Yumi Phan nha. Rồi ok các chị nha, hai bộ bao nhiêu, hai bộ trở lên là 99 ngàn một bộ nha, còn mình chỉ mua một bộ là 129 ngàn các chị và các bạn nha. Kết thúc live mà mình chọn được một bộ là 129 ngàn, còn kết thúc live mình chọn được hai bộ trở lên giá mỗi bộ sẽ là 99 ngàn. Cảm ơn Châu Mỹ Linh nha. Đúng rồi, hàng rất là đẹp đúng không, gồm một chân váy tennis và áo thun như thế này. Rồi ai còn muốn lấy C4 nữa, nhanh tay comment giúp shop là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai còn muốn sở hữu nữa, nhanh tay comment giúp shop và shop chuẩn bị qua mẫu trong 20 giây nữa nha. Và chúc cho Duy Phạm C4 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Bê Tủ C4, ok Bê Tủ. Bê Tủ, ok Bê Tủ, em sắp có địa chỉ của mình luôn rồi nha. Đây là bộ thứ hai của mình. Ok, chúc cho Hàn Quốc, chị Hàn Quốc số 4, ok mã 4 nha. C4, ok chị Hàn Quốc comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chúc comment cho em là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình nha. Có các chị và các bạn ơi, có quần trong nha các chị và các bạn ơi, có quần trong nha. Các chị và các bạn yên tâm là váy tennis bên em luôn có quần trong nha. Rồi comment C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em. C1 nãy bị ẩn comment. Yumi Fan ơi, Yumi Fan bị ẩn comment, em sẽ nốt lại cho Yumi Fan nha. Các chị và các bạn ơi, comment cho em số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Yumi Fan ạ. Yumi Fan cho em số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Ok, sắp chốt lại cho Yumi Fan bị ẩn thì cứ nói shop nha. Rồi C4
Nếu chị và các bạn nào bị ẩn comment thì mình cứ nói shop nha. Mình nói shop comment lại cho tụi em biết nha. Tụi em không bỏ shop comment nào cả, nhưng mà bị ẩn comment thì tụi em không thấy thì không đọc các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment C4 về số điện thoại càng vị kỹ. Có bán túi là 99.000 đồng giá các chị và các bạn nha. Có màu vàng, màu trắng và màu đen các chị và các bạn nha. Rồi chốt cho em túi và số điện thoại càng vị kỹ nha, chốt túi. Địa chỉ đường à, chị Hàn Quốc ơi, cho em địa chỉ cụ thể giúp em luôn ạ. Sau livestream em sẽ ẩn comment số đường, nhà, đường, tỉnh, thành phố các chị và các bạn nha. Chị ở Hàn Quốc hay comment rõ địa chỉ nha. Mọi người comment địa chỉ luôn, giúp shop là comment địa chỉ như thế nào để mà người tỉnh nào người ta đọc cũng hiểu á. Tức là mình ở tỉnh nào, mình ở thành phố nào, mình ở cái đường nào, mình ở số nhà nào thì mình comment rõ giúp shop nha. Sau livestream thì comment của các khách hàng sẽ được ẩn đi, nên là các chị và các bạn yên tâm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với C5 mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với C5 nha. Rồi xong chưa C4, phần ai muốn sở hữu không đứng lên. Ok, Yumi Fan comment số 7. Dạ rồi, chị Yumi Fan cho em số điện thoại và địa chỉ à. Shop rep em với à. Rồi Quỳnh Như ơi, chị sẽ giải quyết đơn của em nha, inbox giúp chị nha. Rồi các chị và các bạn cô có vấn đề gì đề gì cứ inbox với shop giúp shop nha. Rồi C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của Hương đang mặc nha. Nếu chốt combo của Hương đang mặc rồi qua mẫu đi. Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ em qua mẫu nha. Bây giờ mình sẽ qua C5 mọi người nha. C5 rất là xuất sắc luôn đó. C5 xin ơi là xin một chiếc áo trễ vai có phần hoa họa tiết như thế này. Mình phối hợp với một chiếc chân váy màu nâu đất như thế này. Chân váy quần mọi người nha, thoải mái ngồi lên ngồi xuống. Lưng là lưng thun nên là cái bộ này thoải mái lắm luôn đó. Nó là như là quần váy luôn, mình phối hợp. Xin ơi là xin mà mình mua về mình tách lẻ ra mình phối cũng rất là dễ dàng nha. Bộ này là C5 mọi người nha. Bộ này là C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho các chị và các bạn chốt. Giá vẫn là 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trở lên các chị và các bạn nha. Còn nếu mua 1 combo duy nhất thì shop sẽ tính với mọi người với một giá là 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của em nha. Các chị và các bạn nhanh tay nha, combo của em cực kỳ ít thôi nên các chị và các bạn nhanh tay nha. Đúng rồi. Ok. Chị Thùy Linh nha, chị Thùy Linh cho em địa chỉ nha. Rồi các chị ơi, các chị nhanh tay comment C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của em ạ. Rồi em cảm ơn chị Hàn Quốc nha. Đúng em rồi. Em cảm ơn chị Hàn Quốc. Đúng rồi. Sandwich ơi, nếu mình cảm thấy hài lòng với sự phối hợp của shop thì mình có thể chốt của đó nha. Chứ em đúng không bán riêng lẻ nha. Đúng rồi. Riêng lẻ rất dễ nhầm của shop của khách luôn các bạn. Đúng rồi, shop không có bán lẻ nha mọi người nha. Ai thích mặc combo như thế này, mọi người có thể mua về và phối với các sản phẩm có trong tủ đồ của mình cũng được nha. Rất là dễ luôn. Rồi nhanh tay C5 đi mọi người ơi, quá xuất sắc, bộ này quá xuất sắc, xin quá hết tiền rồi. Rồi chúc cho chị Nguyễn Huy C5 C chứ mà ác á chị ơi. Chị Nguyễn Huy comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Duyên C5 nè. Ok, Nguyễn Duyên comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Trang Quỳnh C5 comment số điện thoại địa chỉ đi mọi người ơi, số điện thoại địa chỉ nha. Chị Chi Trần ơi, cho em số điện thoại địa chỉ à. Chị Trang Quỳnh cũng cho em số điện thoại địa chỉ à. E75 em để em coi thử nha. E75 mặc vừa không chị? Vì lúc này lúc thun mà, nên là mặc vừa các chị và các bạn nha. Đây em sẽ giãn ra cho mọi người coi. Rất là tha hồ thoải mái mặc luôn các chị và các bạn. Cái quần na ná chân váy vậy. Đúng rồi, đây là quần váy các chị và các bạn nha. Mặc siêu tiện lợi cho mình luôn nè. Như chị mặc rất an toàn cho mình luôn. Rồi chị Thanh Tuyền cho em số điện thoại và địa chỉ à. Thanh Tuyền được rồi, khách quen. À, chị Phương Huy Nguyên chị Nguyên Huy cho em số điện thoại địa chỉ à. Chị Nguyễn Huy cho em số điện thoại địa chỉ à. Chị Trang Quỳnh cho số điện thoại địa chỉ à. Chị Chi Trần cho số điện thoại địa chỉ à. Các chị ơi, mình chốt hàng mình cho em số điện thoại địa chỉ để em chốt nhanh, để em gửi đơn cho người luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi mọi người ơi, cho biết sao, mỗi ngày đơn hàng đi rất là nhiều nên các chị và các bạn nào mà muốn nhận nhanh á thì làm ơn cho shop số điện thoại địa chỉ luôn với. Tại vì biết sao không có số điện thoại địa chỉ làm đơn rất là lâu nên các chị giúp shop luôn nha mọi người nha. Cứ đặt hàng là cho shop đầy đủ là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ là shop cực kỳ cảm ơn mọi người nha. Dạ chốt cho chị bé nhỏ luôn C5 comment địa chỉ giúp shop luôn nha bé nhỏ nha. Rồi mọi người ok, Yumi Fan shop rất là cảm ơn nha, rất là đầy đủ thông tin. Chúc cho chị Hàn Quốc rồi nha, chúc cho chị Thanh Tuyền rồi nha, chúc cho chị Trang Quỳnh C5 comment địa chỉ số điện thoại giúp shop đi chị ơi. Chị Chi Trần ơi comment số điện thoại địa chỉ giúp shop luôn nha. 99.000 một bộ gồm áo và váy như thế này nha, 99.000 nha. Và áp dụng khi mình chọn được 2 bộ bất kỳ trong line. Kết thúc line mình chỉ chọn có một bộ thôi là giá 129.000 mọi người nha. Mọi người có thể đọc cái caption sắp ghi rất là rõ. 99.000 áp dụng khi mình chọn được bộ thứ hai trở lên nha. Rồi bộ đồ em đặt là 40kg nha. Ok nha mọi người nha. Khi mà sắp trước khi gửi sắp sẽ alo cho mọi người hỏi là sắp có xác nhận, sắp có mọi người có đặt như vậy đúng không.
rồi bao nhiêu ký nha mọi người, yên tâm nha, để xác nhận là có vừa hay không, chứ không có vừa thì không có bán mọi người nha. Tôi chị đang mang giống, đúng rồi, giống cái vàng ở Quỳnh ơi, cộng túi trắng dẫu cái chị Thanh Tuyền nha. Mũ kia có bán mũ không? Dạ có bán chị nha, có bán nha, khá bá ngô nha. Mũ là treo, mũ mà mũ trái cây là 99.000, mũ trái cây là 99.000, còn mũ đen mà hơn đen đội là 120.000 nha mọi người nha. Rồi C5 nhanh tay mọi người ơi, bé nhỏ ơi comment địa chỉ giúp shop nha. Trang Quỳnh và Chi Trần comment địa chỉ giúp shop nha. Ok bé nhỏ địa chỉ rất là rõ ràng rồi. Ok cảm ơn bé nhỏ nha. Chúc cho Phương Mai C5. Phương Mai có địa chỉ cho ta. Chị Phương Mai ơi, chị có địa chỉ bên em chưa ạ? Nếu chị chưa có thì mình có thể comment địa chỉ giúp em không ạ? Comment địa chỉ thì em chốt hàng cho mình nhanh hơn các chị và các bạn nha. Rồi C5 nha chị. Dạ chị Hàn Quốc. Nốt cái chị Hàn Quốc C5 được chị ơi. Dạ rồi. Em các chị và các bạn ơi yên tâm về size là bên em trước khi gửi hàng đều hỏi rất kỹ các chị và các bạn nha. Ok chị Trang Quỳnh nha, sắp thấy địa chỉ của chị rất là rõ ràng. Cảm ơn chị Trang Quỳnh nha, cảm ơn chị bé nhỏ, cảm ơn chị Hàn Quốc nha. C5 nha chị ơi. Rồi em. Dạ đúng rồi. Nghe đi. Dạ rồi, em chuẩn bị qua mẫu nha. C5, ok chị Hàn Quốc, C5 thêm một C5 nữa đúng không Hàn Quốc? Mình lấy thêm một C5 nữa đúng không? Hàn Quốc này có chọn C4, bây giờ mình lấy thêm một C5 đúng không nè. Trang Quỳnh có thấy địa chỉ rồi nha. Cảm ơn Trang Quỳnh. Bạn chị Chi Trân. Chi Trần, hình như là Chi Trần vẫn chưa có địa chỉ giờ. Chi Trần ơi, Chi Trần comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi xong chưa mọi người, bây giờ chúng ta đến với C6 nha. C6 là sự kết hợp của một chiếc chanh vải tầng. Đó, chanh vải tầng xám xanh như thế này. Đây là màu xám rêu mọi người nha. Màu rêu nó ngả ngả màu xám một tí, nhìn rất là lạ nha. Cái này là 3 tầng và nó là cái quần mọi người luôn nha. Nó là có quần bên trong nha. Mặc những cái form như thế này thoải mái lắm. Tại vì nó là quần váy mà người ngồi lên ngồi xuống thoải mái nè. Rồi mình phối hợp với một chiếc áo trẻ vai nhìn nữ tính nè. Nhìn nữ tính nè, tiểu thư như thế này thì xinh ơi là xinh nha. Thật ra là những cái bộ đồ như thế này nó rất là phù hợp với nhiều dáng người. Không cần là mình phải mặc, không cần là mình phải ốm mình mới mặc được đâu. Chị nào có dáng người tròn tròn mặc còn rất là xinh nha. Đó, tại vì cái áo trẻ vai nó sẽ làm lộ một xíu cái vai của mình, nhìn nó sẽ nhìn mình sẽ gọn gàng, nhìn sẽ gọi là gì ta, quyến rũ hơn á, gọi là gọn gàng, nhìn gọn gàng hơn. Nên là dù mình có tròn người mình vẫn mặc được bộ này các chị, các bạn cứ yên tâm nha. Dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Dạ ok chị Phương Mai sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Bộ này là C6 nha. Ai muốn sở hữu bộ này thì nhanh tay comment giúp shop là C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C6 là mã của bộ này, rất là xuất sắc luôn. Bộ này mặc được rất là nhiều trường hợp nha. Mọi người có thể đi dạo phố ban đêm nè, còn không thì mình đi đi cà phê, hoặc còn không nữa mình có thể tách lẻ ra, mình cái áo này mình mặc được nhiều trường hợp, mình phối với váy khác, còn cái váy này mình phối được rất là nhiều kiểu nha. Cái váy này thậm chí đi làm cũng được luôn nha. C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Ai muốn lấy C6 thì nhanh tay comment giúp shop nha. C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Và nhớ là đặt hàng hãy cho shop địa chỉ luôn nha mọi người nha. Chứ không có địa chỉ là shop không có chốt được mọi người nha. Ok chị Hàn Quốc. Nói chung là mọi người khi mà shop xét trước khi gửi hàng, shop sẽ xác nhận lại một lần nữa là mình có đặt cái sản phẩm đó đúng không, rồi mình hỏi shop sẽ hỏi số ký của mọi người nha. Nên là nhớ nghe điện thoại giúp shop là được nha. Ok chúc cho chị Ninh Đinh Hoàng C6 comment số điện thoại địa chỉ nha. Ninh Đinh Hoàng nha. Bộ áo đen trên váy hồng 40kg vừa không sóc. Dạ chị Ngọc Ngọc ơi, nói chung mà chị nào mà càng ốm thì rất là dễ mặc đồ nha. Nói chung chị nào càng ốm thì mặc đồ càng dễ, nên mình cứ yên tâm nha. Ốm thì càng dễ mặc, 40kg là mặc được nha. Áo không bán không? Dạ không bán rồi mọi người ơi. Bán nguyên combo là 99.000, áp dụng khi mình mua 2 combo trở lên nha. Nếu mà mình chỉ lấy có một combo thôi là giá là 129.000 nha. Dạ chúc cho Bùi Thanh. Ok Bùi Thanh C6 nha. Ok Bùi Thanh sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Ok chúc chị Trang Quỳnh thêm C6 nha. Đọc mà mất tin mấy chị có thầy cho chị nha. Ok chị Trang Quỳnh nha, em đã chốt với chị rồi nha chị. Mấy chị phía trên nữa nè. Đọc tên chị Cánh Huyền. Như Tổ ơi, 50kg cao 1m55 vừa nha Như Tổ. Đúng rồi luôn. 50kg 1m55 vẫn vừa nha mọi người nha. Ok, sắp chốt cho Đinh Thị Khánh Huyền rồi nha. Đinh Thị Khánh Huyền chốt rồi nha. Khánh Huyền đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Trang Quỳnh sắp chốt rồi nha. Như Tổ 50kg 1m55 thì cứ vô tư vừa nha. Đó. Đây là bé Thương nha, hồi nãy giờ mọi người chưa biết tên của bé đang mặc đồ thì sắp giới thiệu lại. Đây là bé Thương, đó là siêu mẫu mới của siêu shop, siêu mẫu mới của siêu shop. Nên là các chị và các bạn hãy ủng hộ bé Thương nha mọi người nha. Em 46kg 1m72. Trời ơi, em là dáng người mẫu luôn á Trang Quỳnh ơi. Nói chung là em dáng người mẫu thì vô tư mặc nha Trang Quỳnh nhá. Như Tổ vừa nha, Như Tổ nha. Rồi bây giờ shop sắp chuyển qua mẫu tiếp theo. Mọi người hãy tranh thủ đặt C6 trong thời gian mà bé Thương còn đang đứng đây nha.
và sau livestream thì mọi người vui lòng mua giúp Shop với giá 250.000 mọi người nhé. Và những cái combo này chị bán trong livestream với giá 99.000 khi mình chọn được 2 bộ trở lên nha. Ok chị Nguyễn Thanh Nga, hình như Nguyễn Thanh Nga sáng có đi một đơn rồi. Ok chị Nguyễn Thanh Nga, chúc các chị thêm C6 nha. Rồi nhớ là 2 bộ bất kỳ trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Còn các chị chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Cố gắng chúng ta chọn được 2 bộ đi cho nó, mình mua vậy thì đỡ tốn tiền ship là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình mua được cái giá rẻ hơn, là chỉ có 99.000 thôi, cực kỳ lời luôn. Còn cái top line mình lấy có một bộ thôi là 129.000 nha. Ok chị Nguyễn Thanh Nga, em chúc cho chị rồi nha. Rồi nhanh tay vì chúng ta cùng đến nhanh em. Dạ, dạ, rồi. Chúng ta cùng đến với C7 nha. Em mua nhiều để đi chơi. Ok Trang Quỳnh nha, đúng rồi, mua nhiều, mùa này là mùa để đi du lịch đúng không? Đi du lịch đi biển nè, mùa này mùa đi biển rất là hợp lý nha. Nên là chị nào bạn nào sắp đi du lịch hoặc thậm chí là mình thật ra là thời trang bên Shop là thời trang ứng dụng, nên là mình mặc được nhiều trường hợp lắm. Không cần phải đi du lịch mới mặc được, mình có thể mặc đi uống cà phê, đi chơi, đi trà sữa, đi đâu cũng được. Thậm chí đi làm, đi học cũng được luôn. Nói chung thời trang ứng dụng thì rất là dễ mặc các chị và các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với C7 nha. C7 sẽ là phong cách rất là cơ bản, basic để chúng ta dễ mặc nha. Đó, những cái phong cách đơn giản như thế này rất là dễ mặc nha. Qua màu ok nha, ok nha. Bây giờ chúng ta các chị và các bạn ơi, mình đến với C7 nha các chị và các bạn ơi. C7 bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen rất là xinh, bao gồm một cái yếm lệch vai bên trong các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó là một cái chân vẩy như em đang mặc đây, một cái chân vẩy cực kỳ dễ mặc luôn các chị và các bạn nha. Đây chân vẩy cực kỳ tôn dáng luôn, và mình có một cái khoen ở hông các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo em đang mặc giá gốc từ 250.000, bây giờ chỉ còn có giá là 99.000 và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ các chị và các bạn nha. 2 combo bất kỳ mỗi combo 99.000 và cho em mã là C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha các chị và các bạn. C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, và các chị và các bạn nếu mua một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 à. Em mua nhiều chuyển tiền qua tài khoản hay sao ạ? À? Chị Trang Quỳnh ơi, nếu các chị và các bạn mua nhiều thì mình có thể chuyển khoản trước cũng được ạ. À. Chuyển khoản trước cũng được cho Shop và nhanh gửi hàng thôi các chị và các bạn nhé. Quần váy ở Shop dạ không ạ, cái này là quần ôm, váy ôm, trong váy ôm nên mình sẽ không có quần bên trong. Mình có thể mua quần đi kèm các chị và các bạn nha. Mình có thể mua quần ở chợ để mình mặc ở trong, phía trong rất là dễ các chị và các bạn ơi. Rồi Thanh Huyền, em chốt cho chị Thanh Huyền à. Chị Thanh Huyền đã có địa chỉ và số điện thoại bên em chưa? Rồi em chốt cho chị Như Tó. Như Tó này đặt ổn rồi ta. Như Tó à, C6, em chốt cho chị Như Tó à. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền đã có địa chỉ và số điện thoại bên em chưa? Ờ, có, chưa có địa chỉ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền ơi, cho em địa chỉ nha. Dịp đông lấy C7 và C6 nha. Có địa chỉ rồi, dạ, ok dịp đông à. Chân vậy không có quần trong. Cái vấn đề quần trong một xíu nữa hơn sẽ nói cho các em, sẽ nói cho các chị rất là dễ giải quyết nha. Và Beto ơi, Beto ok, Beto cho mình rồi. Địa chỉ nha. Đi thi nè em mua nữa. Chị tặng em cái nón đi. Trời ơi các chị và các bạn ơi, cái nón đó không phải rẻ đâu các chị và các bạn ơi, 120.000 là nó. Mọi người ơi, đã bán giá rẻ vậy mà còn kêu tặng quà nữa chắc chết mất. Mọi người phải thương Shop chứ. Để rồi, Shop cho chị Trang đúng rồi nha. Để Shop tồn tại mà bán đồ đẹp cho mọi người chứ giờ kêu tặng hết chắc Shop nghỉ bán luôn. 40 kg mình bao vừa nha các chị và các bạn nha. Đúng rồi. 40 kg mình rất là vừa luôn nha. Chị Lê Hà 40 kg mặc bộ này hợp lý nè, chị Lê Hà ơi, tranh thủ chọn nha. Nhớ là sau livestream thì chị Lê Hà mua với giá 250 á, nên là tranh thủ chọn lúc trong livestream nha chị nha. Chị kia đâu rồi? Chị Thủy về quê một thời gian nha Phương ơi nha. Vài bữa thì chúng ta gặp lại chị Thủy sau nha. 1m50 nặng 40kg vừa không? Vừa nha chị Hoàng Diễm nha, Thùy Diễm nha. Nói chung á, chị nào bạn nào mà có dáng người ốm ốm thì mình mặc là rất là đẹp luôn. Mình khỏi lo nha. Nói chung cỡ 40kg là mặc vô tư rồi. Còn ví dụ mình lo một tí là ví dụ mình trên 55kg trở lên á thì mình hãy hỏi Shop là có vừa hay không nha. Tại vì 55kg thì Shop phải canh vào cái chiều cao thì Shop mới bán được. Nên là ai mà dưới 55kg thì cứ vô tư đặt cho Shop nha. Bao nhiêu vậy chị? Dạ 99.000 nha. Là áp dụng khi mình mua 2 bộ trở lên trong livestream này nha. Nếu kết thúc live mình chỉ chọn một bộ duy nhất giá là 129.000. Còn kết thúc live mình chọn từ bộ thứ hai trở lên 2 bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Đó Shop mới giải thích rồi nha, Vi nhỏ nha và Thảo Vân mình nghe được cái giá chưa ta? Mọi người có thể đọc lại cái caption mà Shop ghi cái giá để mọi người hiểu là cái giá như thế nào nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ nha. Rồi, cái mắt kính màu cam đấy cho em coi đây nha. Ok, chị Lê Hà C7 nha. Chị Lê Hà comment số thoại địa chỉ giúp Shop luôn nha. Nhanh tay C7 đi mọi người ơi. Cái chị và các bạn ơi, ai hỏi về mắt kính thì mắt kính bên em chị với giá bao nhiêu chị? Mắt
tính bao nhiêu chị? Mắc tính là 75.000. 75.000 thôi các chị và các bạn nha. Nếu các chị và các bạn chốt thì mình comment giúp em nha. Cảm ơn nha. Bạn comment mắc kính dành số điện thoại kèm địa chỉ rất là xinh các chị và các bạn ơi, rất hợp với mùa hè. Áo đó kéo vai lên được không? Được các chị và các bạn ơi, được nha. Em mình thích mặc kính thì mình kéo lên được các chị và các bạn ơi. Nè mình thêm một cái nút nữa nè, mình đi bắn thêm một cái nút nữa là ok luôn. Mình vẫn bình thường luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi, cái vải, cái vải của áo là cái chất thun nha mọi người, thun co giãn mặc đã lắm. Cái vải này mặc chất thun á, mặc co giãn, mặc mát đã lắm. Và cái vải này chất vải kaki mọi người nha. Vi nhỏ ơi, 45kg là mặc đồ siêu đẹp nha, vi nhỏ nha. 45kg 1m56 là cỡ bé hơn luôn nha. Vi nhỏ có số ký và chiều cao cỡ bé hơn đang mang nha. Ok chị Lê Hà comment địa chỉ shop nha. Chị Hân xinh quá, cảm ơn mưa lớn. Rồi lại cho em cái mắt kính. Ok Trang Quỳnh nha. Rồi Trang Quỳnh đi vô. Rồi chị Lê Hà ơi, cho em địa chỉ. Chị Lê Hà cho em địa chỉ nha. Rồi à mã C7 à bạn đúng Bảo rồi. Hiền đúng rồi, mã này là mã C7 các chị và các bạn nha. Comment C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, em sắp qua mẫu rồi các chị và các bạn ơi. Qua mẫu là mình về giá gốc và em cũng không chắc là còn hàng để mình bán cho các chị và các bạn nữa nha. Rồi chị Hoàng Thị Diễm, dạ em chốt cho chị Hoàng Thị Diễm mã C7 à. Em thấy đầy đủ địa chỉ của chị rồi, em cảm ơn chị. À chị Hoàng Thị Diễm ơi, chị có địa chỉ à, chị có số điện thoại chưa? Có rồi, em thấy rồi. Bạn đeo kính nó bảo thấy luôn. Em không thấy. Ok các chị nha. Rồi chị Bảo Hiền ơi, con muốn lấy C7 nhanh tay comment nha. Tại vì sau livestream thì các chị vui lòng mua giúp shop với giá 250 nha. Nên là trong livestream hãy tranh thủ đặt hàng để được giá rẻ nhất, đó là 99.000. Áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha chị nha. Rồi C7 nhanh tay còn 10 giây nữa để mua qua C7 nha. Mua nhiều có tặng không? Mọi người ơi, tại vì sao shop đang bán cái giá này là bán giá tặng. Trong livestream luôn mua được giá rẻ hơn sau livestream, tại vì sao? Tại vì shop trả công cho mọi người ngồi xem live nha. Đó cũng như là cái món quà mà shop tặng cho mọi người khi mà mình xem live nha. Nên là mọi người đó là khi mua trong live là đã được tặng hàng, đã được tặng rồi đó. Tức là mình được giảm giá rất là nhiều luôn, nên là cứ yên tâm nha. Em đổi rồi ok Thanh Nga nha. Nói chung là mình hạn chế đổi giúp shop nha. Mình đặt hàng là mình chắc chắn giúp shop nha. Ok nha. Lần này thì mình sẽ đổi cho Thanh Nga nha. Rồi các bạn hạn chế đổi chứ hơi thất vọng đó các chị các bạn nha. Sắp lộn là thất vọng đó nha. Vì lộn là khách hàng rất là phiền cho khách hàng nên là rất sợ mọi người ơi. Rồi em chốt cho chị Lê Hà, em thấy địa chỉ của chị Lê Hà rồi, em 41kg. Ok chị Lê Hà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. Chị Vi nhỏ ơi, cho em địa chỉ và số điện thoại à. Chị ok nha, qua mẫu luôn nha. Vi nhỏ ơi, comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Và các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì sau livestream là 250 nha. Và mua trong livestream luôn luôn được giá ưu đãi, luôn luôn được tặng quà như vậy. Đó, một cái món quà quá lớn đúng không? Chúng ta mua ngoài livestream là 250 mà mua trong livestream là 99.000 thì còn gì bằng đúng không? Nên tranh thủ mình đặt trong live mọi người nha. Bây giờ mình đến với C8 mọi người nha. C8 là sự kết hợp của một chiếc chanh váy tennis màu xám như thế này. Màu xám như thế này rất là dễ phối đồ và dễ mặc mọi người nha. Cái màu này nó cơ bản á, những cái màu tâm màu tennis mà còn màu cơ bản như này rất là dễ phối đồ các chị và các bạn nha. Mình mặc với một chiếc áo lưới như thế này, xinh ơi là xinh. Cái áo lưới như thế này nó phối nhìn rất là hay đúng không? Phía trong nó có là một cái áo ba lỗ mọi người nha. Phía trong là một cái áo hai dây, phía ngoài là một cái áo ren như thế này. Cái áo này một tí nữa thì Thương sẽ thả cái form áo ra cho mọi người thấy luôn nha. Cái mã này là C8 và cũng dưới 55kg thì các chị đặt được nha. Dưới 55kg thì vô tư đặt bộ này nha. Và bộ này giá cũng là 99.000, áp dụng khi mình mua được hai bộ bất kỳ trong line mọi người nha. Rồi bây giờ mình nhanh tay comment giúp shop là C8 nếu mình muốn sở hữu combo này mọi người nha. C8 là mã của bộ này mọi người nha. Trả lời các chị. Ok Trang Quỳnh nha, mình chốt cho Trang Quỳnh mẫu C8 nha. Trả lời các chị. Vi nhỏ ơi, em chốt cho chị mẫu C7 nha. Chị cho em số điện thoại và địa chỉ nha chị. Chị Vi nhỏ ơi, chị cho em xin địa chỉ luôn đi chị. Đúng rồi, ok Vi nhỏ cho sắp địa chỉ nha. Ok, chúc cho Trang Quỳnh C8 mẫu nào cũng đẹp quá, hết tiền quá. Ok, chị Thuận Đỗ ơi, 53kg, đứng thẳng cho mấy chị thấy không? 53kg cao 1m50, 53kg 1m50, 1m50 hả? Chị Thuận Đỗ hỏi cái mã nào ta? Nếu mà chị Thuận Đỗ lấy cái mã vừa rồi C7 thì vừa chị nha. Còn cái mã này á, thì chị vừa cái áo 1m50 hả? 1m50 thì cũng 53kg. Cái này thì chị vừa cái áo này, còn cái váy thì cũng chưa có vừa đâu. Chị Thuận Đỗ ơi, cái mã trước á, mã C7 chị vừa nha. Chị có muốn lấy C7 thì comment giúp shop nha. Dạ, chốt cho Hồng Hạnh C8. Ok Hồng Hạnh nha, đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Ship 30 hoặc 35.000 tùy số lượng mình lấy nha. Mọi người cứ yên tâm về cái tiền ship. Tại vì ship toàn quốc chỉ có 30-35.000, phí ship rất là rẻ nha. Và mã của bé Thương đang mang là C8. Ai muốn sở hữu C8 nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. Ok, chúc cho chị Tủ Đồ C8 luôn nha. Tủ Đồ cũng đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Rồi nhớ chị nào mà chưa chọn được bộ thứ hai thì mình nhanh tay chọn đi. Tại vì sắp chỉ còn 4 mã hàng cuối cùng trong livestream này, các chị và các bạn nhanh tay chọn nha.
một set 99.000 đúng rồi Nguyễn Lê Hạ Vi nha. 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ chọn có một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Kết thúc line mà giả sử mình có lấy có một bộ thôi là 129.000. Đây là cái form áo nha các chị và các bạn nha. Đó, đây là form áo nha. Và cái nón ở trên là cái nón trái cây là 99.000 nha Trang Quỳnh nha. C7 còn không chị? Rồi Chi Trần ơi, comment số điện thoại địa chỉ cho shop nha. Chi Trần nãy giờ vẫn chưa có số điện thoại địa chỉ nha. Ok, shop thì chốt thêm cho Chi Trần C7 nha. Số điện thoại địa chỉ liền nha Chi Trần ơi. Rồi chúc các chị thuận đổ C7 luôn nha. Chị thuận đổ ơi, comment số điện thoại địa chỉ cho shop nha. Chúc các chị Nguyễn Huy ơi, cũng chưa có địa chỉ á Nguyễn Huy ơi. Hả? Ở đó không còn nhiều. Thay đi. Ok, chị Nguyễn Huy ơi, comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho Nguyễn Huy C8 này, chúc các chị thuận đổ C7, comment địa chỉ giúp shop số điện thoại nha. Chi Trần comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nè. Ok, em mua mấy bộ rồi. Một tí nữa shop sẽ inbox để tổng hợp lại cho em nha. Chứ giờ nãy giờ chị ghi đang rất là đông khách nên là chị chưa có tổng hợp được nha. Bé Trang Quỳnh nhá. Rồi ok, còn ai muốn lấy C8 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Dạ chúc chị Lê Mai C7. Mọi người ơi, đây là C8 nha, còn C7 là cái mã trước đó nha. Kẻo mọi người nhầm một cái mã là em cũng gửi nhầm hàng á. Rồi mọi người tưởng là em gửi mọi người bảo là sao sắp gửi nhầm thì rất là tội tụi em. Nhớ là comment đúng mã giúp em nha, kẻo bị nhầm nha. Rồi C7 nè, em chốt lại nè. Thuận đổ C7 là cái mã lúc trước nha, là gồm cái áo sọc với lại cái chân váy đen nha. Rồi chúc chị thuận đổ C7 rồi nha. Thuận đổ comment địa chỉ giúp shop nha, chị thuận đổ nha. Rồi chúc thêm cho chị Chi Trần ơi, comment số điện thoại địa chỉ đi Chi Trần ơi, chưa thấy số điện thoại địa chỉ gì hết. Rồi Nguyễn Huy là C8 này, để sắp nốt lại cái, sorry mọi người nha. Tại vì hôm nay sắp hơi neo người, không có nhiều người nên là sắp phải hơi đa năng một tí, nên là mọi người chờ một tí nha, sorry mọi người nha. Ok, chúc cho An Hảo C8 rồi, sao thấy rồi, em nhầm C8. Ok, chúc cho chị Lê Mai C8 nha, đúng rồi, Lê Mai C8 này. Chị Lê Mai comment số điện thoại địa chỉ giúp em luôn nha. Hai người mẫu dễ thương quá ha. Cảm ơn Trang Quỳnh nha. Cảm ơn Trang Quỳnh. Rồi ok, hai mít ước nha. Giờ này em mới đi làm về hả? Mít ước. Rồi thuận đổ comment địa chỉ. Chi Trần ơi, comment địa chỉ giúp shop với. Trời kêu miết mà chưa thấy. Dạ. Ok, Chi Trần có. Nhiếp ơi, một set là 99k chị áp dụng cho một set. Nếu bạn mua một set là giá là 129k, còn nếu mà bạn mua hai set trở lên đó là giá 99k chị áp dụng trong livestream này thôi nha bạn. Ok rồi, tức là kết thúc live được không chị? Em kéo anh xíu ra. Kết thúc live mà mình chọn một bộ bất kỳ thì giá là 129.000 mọi người nha. Còn kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ trở lên thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Chị Hoa Tulip Nhíp nha. Hoa Tulip gì đó Nhíp. Rồi ok, Chi Trần comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chị Thuận Đỗ comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị và các bạn ơi, đặt hàng comment giúp shop đầy đủ thông tin với. Tại biết sao không? Tại vì mỗi ngày hàng đi rất là nhiều nên là nếu mà không có địa chỉ á, mọi người nghĩ cái cảnh mà tới cái cảnh mà làm đơn á, nó rất là lâu làm hàng á mọi người. Làm hàng mà gửi đi cho mọi người nó rất là lâu luôn và dễ bị nhầm á, nên là sắp rất là mong mọi người cho sắp địa chỉ số điện thoại luôn để sắp gửi hàng nhanh nhất nha. Và khi gửi thì sắp sẽ xác nhận nên mọi người cứ yên tâm nha, đừng có lo nha. Còn hàng hết sắp là sao? Thùng đổ ơi comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi chúc cho Hậu Giang thêm C7 cái mã hồi nãy mọi người nha, đừng có nhầm nha, mã này là C8 nha, mọi người đừng có nhầm nha, mã này là C8 đây là C8 các chị và các bạn nha. Một cái áo lưới kết hợp cùng một cái chân váy sọc là C8 nha các chị và các bạn. Đúng còn rồi. C7 em nãy em mặc là một cái áo trắng sọc đang kết hợp cùng một cái chân váy ôm thì mình mới là C7 nha. Đúng rồi, mã này mọi là người C8 ơi. Sắp sẽ căn cứ trên cái mã mà mọi người comment nha để sắp gửi hàng, chứ không thôi á là mọi người vài bữa bảo là sao sắp gửi nhầm hàng á là to sót, nên là mọi người giúp sắp là comment đây đúng cú pháp nha. Mã của Thương đang mang là C8 nha. Rồi Hậu Giang C7 sắp chốt rồi nha. C7 là cái mã lúc trước nha Hậu Giang nhá. Rồi chốt cho lấy em hai cái nón. Trang Quỳnh lên nón nè, em comment rõ giúp sắp nha Trang Quỳnh nha. Bây giờ em đặt C1. Trần Thị Thúy Anh ơi, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Trần Thị Thúy Anh ơi, comment giúp shop số điện thoại địa chỉ liền nha Thúy Anh nha. Trong thời gian livestream thì shop vẫn tính cho mình là 99.000 một bộ nha. Thúy Anh comment số điện thoại địa chỉ liền nha. Rồi ship bao nhiêu chị Lê Hà? Ship 30 hoặc 35.000 tùy số lượng mình lấy nha. 30 hoặc 35.000 tất cả các tỉnh thành luôn nha. Mua trễ không thấy mẫu đầu. À chị Thuận Đỗ ơi, nếu mà mình bị bảo trễ không thấy mẫu đầu á thì sau cái livestream này kết thúc á, các chị có thể xem lại cái video này. Cái livestream này sẽ trở thành video mình có thể kéo lại mình xem các cái bộ đầu nha.
ngon vậy. Dạ, ok, Hậu Giang C8, ôm không cây không phải là C7 đúng không? Rồi. Dạ rồi, em chốt cho Hậu Giang. Hậu Giang có cho mình địa chỉ và số điện thoại chưa? Hậu Giang cho em địa chỉ và số điện thoại nha các chị và các bạn ơi. Mình muốn chốt hàng nhanh thì shop mình cho shop địa chỉ và số điện thoại là chốt hàng nhanh nhất cho các chị và các bạn ơi. Và các chị và các bạn nào chưa cho em địa chỉ thì mình cứ cho em địa chỉ nha các chị và các bạn. Mình đỡ phải inbox các chị và các bạn. Đúng rồi, các chị và các bạn ơi, cho sắp địa chỉ nha. Hậu Giang cho sắp địa chỉ nè. Ai đây ta? Thiếu Anh ơi, số điện thoại địa chỉ luôn nha Thiếu Anh nha. À, Hậu Giang có số điện thoại địa chỉ rồi. Chi Trần ơi, cho sắp địa chỉ nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua C9 mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C9 nha. Cho rồi nha. Dạ ok, Hậu Giang em thấy rồi nha. Sorry Hậu Giang nha. Các bạn và các chị ơi, C9 là mẫu em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Dành cho các chị và các bạn nào đang thích những cái mẫu trẻ vai bi nha. Áo thun trẻ vai bi. Đây các chị và các bạn, trẻ vai bi rất là xinh nè. Rất là xinh đẹp luôn các chị nha. Nhún giữa ngực các chị và các bạn. Và đi kèm với đó ở dưới này nè. Đây một cái bèo nhún rất là đẹp luôn. Và một cái chân vải nữa nha. Một cái chân vải như em đang mang các chị và các bạn nha. Và ở trên là một lớp lưới. Và ngọc trai, đính ngọc trai rất rất đẹp luôn nha. À, màu vàng bao nhiêu ạ? À, mũ màu vàng hả chị nào? Các bạn ơi, mũ nào cũng 99 nha các chị và các bạn nha. Cái gì? IL là cái gì chị? Y màu vàng bao nhiêu á? Còn túi là 99.000 các chị và các bạn nha. Mũ cũng 99 mà túi cũng 99 nha các chị và các bạn. Nhỏ Lưu Nhất Xóm hỏi gì với nhỏ Lưu Nhất Xóm hỏi gì hỏi lại cho Xóm với. Em nói lại combo này cho các chị và các bạn nha. Một combo bao gồm một chiếc áo trẻ vai lệch vai và có nhún ở ngực rất là tôn vòng một cho mình nè. Và đi kèm với đó một chân vải lưới. Nguyên combo này chỉ có 99.000 áp dụng với các chị và các bạn. Mua hai combo bất kỳ trong line thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Rồi chốt giúp em nha. Chốt giúp em là mã C9 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ các chị và các bạn ơi. Rồi C9 nha mọi người nha, mã này là C9 mọi người nha. Ai có sở hữu C9 thì nhanh tay nha. Và sắp chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng trong livestream này. Các chị và các bạn nào mới được một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Nếu mà mình chỉ có một bộ thôi giá là 129.000. Kết thúc livestream này mình chọn từ 2 bộ trở lên, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Chúc cho Vi nhỏ C9 ok nha. Chúc cho chị Mai Tạ Công C9 luôn nha. Rồi em chúc cho chị Nhiễm Sinh à, Mai Tạ Công mình có địa chỉ rồi. Vi nhỏ ơi mình có địa chỉ chưa? Chị Vi nhỏ mình có địa chỉ nhỏ rồi thì khỏi cần gửi cho em chưa, nha. Chưa Vi nhỏ. Nếu chưa thì gửi lại giúp em với chị Vi nhỏ ơi. Chưa thì gửi lại giúp em nha. Rồi em lấy rồi chị Nhiễm Sinh, em chốt cho chị Nhiễm Sinh nha. Chị Nhiễm Sinh có địa chỉ rồi. Rồi có địa chỉ rồi, Nguyễn Minh Hiền mình có địa chỉ luôn rồi. Các chị và các bạn ơi nhanh tay cầm lên C9 thì sắp còn 2 mã nữa thôi. Sắp chỉ còn 2 mã cuối cùng cho các chị và các bạn đặt nữa thôi các chị và các bạn ơi. C9 rất rất đẹp luôn. Ok em lấy C7 với C9 viên nhỏ. Ok viên nhỏ nha. Đúng rồi. Ok mình nốt viên nhỏ rồi viên nhỏ nha. Rồi các chị và các bạn ơi nhanh tay comment C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của em nha. Nguyên combo rất là xinh nha. Mặc lên bao xinh luôn các chị và các bạn ơi. Tôn dáng cực kỳ luôn ạ. Rồi các chị và các bạn chốt cho em C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi mọi người ơi, còn ai muốn sở hữu combo C9 thì nhanh tay comment nha. Bây giờ sắp qua C10 nha. Và C10 và C11 là 2 mã cuối cùng của livestream này nha. Và một tí nữa thì 8 giờ thì sắp sẽ còn một live ngắn nữa. Nên các chị các bạn nào muốn xem thêm thì nhớ vào cái live 8 giờ nha. Tuổi bao nhiêu? Giá 99.000 đồng giá. Bao gồm vàng, đen và trắng các chị các bạn nha. Ba màu vàng đen trắng rất là dễ để mặc đồ, rất là dễ kết hợp đồ nha. Rồi cỡ bao nhiêu ký? C9 là mình dưới 55kg là mình bao vừa các chị và các bạn nha. Dưới 55kg nha. Rồi em chốt cho Nguyễn Huy à. C9 Nguyễn Huy trên đây không phải địa chỉ. Nguyễn Huy ơi cho mình địa chỉ nha Nguyễn Huy ơi. Chị Nguyễn Huy hình như nãy giờ chị chưa cho em địa chỉ. Chị chốt 2 combo rồi mà vẫn chưa cho em địa chỉ à. Rồi chị Lan Nguyễn em chốt chị Lan Nguyễn nha. Chị Lan Nguyễn cho em địa chỉ nha. Rồi Thuận Đỗ 53kg 1m50 mình vừa nha. À vừa không chị? 53, C9 đó hả? C9 vừa. Dạ, vừa chị, vừa các chị và các bạn ơi. Cái chân quẩy này mình lưng thun nha. Thuận Đỗ. Rồi em chốt cho chị Thuận Đỗ à. Chị Thuận Đỗ cho em địa chỉ à. Chị Lan Nguyễn cho em địa chỉ. Chị Nguyễn Huy cho em địa chỉ nha. Chị Nguyễn Huy cho em địa chỉ nha. Đúng rồi, combo này mặc bao tôn da mọi người luôn nha. Bao tôn da luôn, mặc lên rất là trắng mọi người ơi. Nguyễn Huy 45.000. 45kg à. Đúng rồi, 45kg mình vừa. 45kg mình vừa nha. Nguyễn Huy ơi, 45.000, không còn 45.000 đâu. Nguyễn Huy ơi, nguyên một combo là 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ. Còn nếu mua một combo duy nhất 129.000 nha các chị và các bạn ơi.
Rồi em chốt cho Dương Minh Công nha. Dương Minh Công, em chốt cho Dương Minh Công rồi ạ. Rồi, tuổi trắng ok, 7 màu nha. 7 màu, tuổi trắng, em chốt cho tuổi trắng cho 7 màu ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt hàng cho em bằng cách là C9 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ, chỉ 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi, một chị chốt túi trắng chị. Túi okay, trắng chúng ta bày mày. Chị nốt cho em với. Ok, chốt thôi mình lửa. Rồi các chị ơi, em chuẩn bị qua mẫu rồi. Qua mẫu là mình hết mẫu này luôn các chị và các bạn nha. Dạ rồi, 45kg mình bao vừa luôn chị ơi. 45kg là ký của em nha các chị và các bạn nha. Đúng rồi, 45kg chị Nguyễn Quy ơi, cho em địa chỉ đi. Tại vì nãy giờ chị chưa cho em địa chỉ. Đúng rồi mọi người ơi, sau là em sẽ ẩn tất cả những địa chỉ các chị và các bạn nha. Đặt hàng mà không có địa chỉ sẽ không có gửi, không có làm hàng được. Mọi người tranh thủ cho sách địa chỉ luôn nha. 45kg 1m56 là cỡ bé mẫu vi nhỏ vô tư nha em nha. Rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C10 nha. Và C10 và C11 là hai mã cuối cùng. Chọn cái mã cuối cùng áo kem. Dạ. Mấy chị ơi, cái này là mẫu C10. Cái này là mẫu C10 nha các chị. Các chị chốt cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Đúng rồi, mã C10 là mã của bé Thương đang mang nha. C10 là một cái áo 7 màu trẻ vai như thế này nha. Lan Nguyễn, dạ ok chị Lan Nguyễn nha. Nhớ mọi người lưu giúp sắp là nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Ok ok, và C10 là mã của Thương đang mang, rất là dễ thương nha. Gồm một chiếc áo thun trễ vai như thế này, 7 màu trễ vai. Mình có thể mặc kéo lên hoặc kéo xuống tùy mình nha. Cái áo này kéo lên cũng được, còn không đó, kéo lên thì như thế này, còn kéo xuống thì nó sẽ ra form trễ vai nha. Đó, với lại một chiếc chanh váy lưới cường như thế này. Và nhanh tay nha, C10 và C11 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Ai muốn sở hữu C10 thì nhanh tay cầm này giúp sắp nha. Túi hả? Dạ. Rồi ai muốn sở hữu C10 thì nhanh tay comment C10 giúp sắp mọi người nha. C10 là rất là xinh và mặc rất là dễ. Cái kiểu như áo trễ, cái áo 7 màu như thế này nè. Cái áo trễ vai như thế này thì mặc rất là gọi là đúng hết hot trend hiện nay nha. Hot trend hiện nay là 7 màu, mà nếu mà mình chưa có 7 màu có nghĩa là mình chưa có theo kịp thời đại rồi, nên là nhanh tay đặt C10 giúp sắp nha. C10 áo không rộng nha mấy chị. Các chị có thể mặc theo kiểu giống quần cũng được á mấy chị. Vô trong đây chị đưa cho thử. Đi ngang đi nha. 1000 người đang nhìn em á. Đây em sẽ bỏ cái áo ra cho các chị coi nha. Cái áo này là áo không rộng quá, các chị có thể đi mặc theo kiểu ok. Chúc là chị Phương Quỳnh C10 nha. Chị Phương Quỳnh ơi, nhớ Phương Quỳnh ơi comment địa chỉ giúp sắp nha. Đổi C3 thành C1 lấy C10 nữa. Ok Nhiên nha. Rồi ok Nhiên sắp chút cho mình rồi nha. Nhiên từ để sắp nốt lại nha, để kẻo quên nha mọi người nha. Nhiên lấy C1 đúng không? Ok ok nha. Rồi C10 nhanh tay comment giúp sắp C10 nha. Và C11 là mã cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Các chị và các bạn nhanh tay đặt nha. Chốt cho Hồng Nguyên nha. Hồng Nguyên cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Chốt cho chị Nguyễn Thị Lan C10 nha. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, comment cho em xin địa chỉ nha chị. Chốt cho Thanh Tùng nha. Thanh Tùng ơi, cho comment cho em xin địa chỉ nha Thanh Tùng. Rồi ai cái vai trẻ vai sơ bên lại cho các chị có thể thắng cái C10. Rồi C10 nha mọi người nha. Ai còn muốn sở hữu C10 nữa nhanh tay comment cho shop là C10 nha. Ok ok mọi người nha. Rồi chị Lan ơi, ok em thấy địa chỉ của chị rồi nha, chị Nguyễn Thị Lan nha. Hồng Nguyên comment địa chỉ giúp sắp nha. Bây giờ mình sẽ chuyển, mình sẽ sâu C11 luôn cho mọi người chọn nha. C10 và C11 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay nha. Rồi các chị và các bạn ơi, em lên C11 cho các chị và các bạn cùng nắm nha. Rồi em sẽ lên các chị và các bạn trong 5 giây nữa. Rồi ok, giờ còn cây sung nữa các chị và các bạn ơi. Mình thấy chơi minigame rồi, minigame đã có kết quả. Đã có kết quả từ đầu giờ rồi các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ em tới mã là C11 nha các chị và các bạn ơi. C11 như em đang mang đây. Một chiếc áo trẻ vai cam, đi kèm với đó là một cái chân váy nha các chị và các bạn ơi. Một chiếc áo trẻ vai cam đi kèm với một cái chân váy rất là xinh nha. Một cái chân váy cực kỳ xinh luôn ạ. Chân váy như em đang mặc nha. Rồi nguyên một combo như em đang mặc,
một chiếc áo trẻ vai cam và một cái chân váy quần các chị và các bạn nha. Có quần bên trong luôn. Cần 250.000, cần 99.000 thôi ạ. Tương tự như combo của Thương thì nguyên một combo, chỉ có 99.000. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line các chị và các bạn nha. Chốt giúp em bằng cách chốt mã C10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là C11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Shop ơi, em xem lại và đặt thêm mẫu trước được không? Mấy mẫu trước em chưa được xem. Ok Lan Nguyễn ơi, em nhớ là nhanh tay nha, tại vì em chỉ sợ là những mẫu đó cũng có nhiều mẫu sắp hết rồi nha. Nên em nhanh tay nha, chụp lại màn hình giúp shop nha. Shop bạn sẽ vẫn tính em 99.000 mỗi bộ luôn. Nhưng mà em nhớ là nhanh tay nha, chứ còn hết rồi thì shop chị nha. Rồi các chị ơi, Yumi Fan C11 chân váy có quần trong không? Chân váy có quần trong các chị và các bạn nè, rất là dài luôn á chị. Chân váy này là chân váy quần nha. Rồi em đã xem 11 Yumi Fan có địa chỉ và số điện thoại rồi thì khỏi cần cho chị địa chỉ điện thoại, còn nếu chưa có thì cho giúp chị nha. C11 lân thun với chị và các bạn nha. Không, lưng cái chất này thì lưng bình thường, nhưng mà free size dưới 55kg mình có thể mặc vừa nha. Và cái lưng này mình có co giãn, cái chất vải này mình có co giãn nha, yên tâm nha. Rồi em chốt cho chị Trần Thị Thúy Anh, Nguyễn Ngọc Thanh Hiền à. Ủa C1 với C3, ok em chốt C1 với C3 hả? C này là C11 nha các chị và các bạn ơi. C11 có 40kg vừa, dạ C11 40kg vừa các chị và các bạn ơi. Lương Thị Ngọc Phương ơi, lấy thì comment cho mình biết nha, Ok Ngọc Nhi ơi, cho mình địa chỉ và xin hỏi. Chị ơi, có ai có hàng? Rồi các chị và các bạn, C10 có quần không? C10 không có quần các chị và các bạn nha. Chất vải này không có quần nha. Rồi C11 có áo màu khác không? C11 không có áo màu khác các chị và các bạn nha. Em lấy C11, ok bé nhỏ nha, chị chốt cho bé nhỏ. Mọi người sorry mọi người không. C9 còn không ạ? C9 không còn. Không. À còn, vẫn còn các chị và các bạn nha. Đã Nguyễn ơi, lấy C9 thì comment C9 để số điện thoại này mình chỉ giúp em nha. Rồi nhanh tay đi mọi người, hai mã cuối cùng nha. Ok C10 em chốt lại nha. C11 chốt cho Yumi Phạm Nguyễn nè. Mọi người chờ xíu tại hôm nay hơi neo người á, nên là shop hơi neo người nên là bé nhỏ. Rồi ok bé nhỏ đâu? Bé nhỏ dữ chị. Không, để chị kéo ra, em cứ đứng đi. Rồi chốt tiếp C10 cho Ngọc Nhi nè. Ok Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi cho mình số điện thoại và địa chỉ à. Ngọc Nhi số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt cho Hoàng Thị Diễm nha. Hoàng Thị Diễm rồi. Chốt cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền à. Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã có địa chỉ cho chị. Nguyễn Thị Ngọc Huyền cỡ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền ơi, chị chưa cho sắp địa chỉ thì chị comment giúp sắp luôn nha. Nguyễn Thị Ngọc Huyền nè. Rồi mọi người sorry mọi người là hôm nay hơi neo người nên là sắp làm hơi chậm xíu. Chứ vì chị Trần Thúy Anh nè. Trần Thúy Anh C1 C3 ok Trần Thúy Anh nha. Trần Thúy Anh nè. Rồi còn ai muốn chốt nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha mọi người nha. Còn ai muốn chốt thì nhanh tay comment cho shop với chị và các bạn nha. Vi Lương Ngọc Phương C11 ok Vi Lương Ngọc Phương có chốt không? Rồi Vi Lương Ngọc Phương ơi, Vi Lương Ngọc Phương có chốt cho C11 không ạ? À? Vi Lương Ngọc Phương ok cho chị biết nha, cho chị địa chỉ. Vi Lương Ngọc Phương cho chị địa chỉ nha. Vi Lương Phương vẫn chưa trả điện có địa chỉ à. Chốt cho bé nhỏ nè, bé nhỏ C11 nè. Ok. C10 mình không có quần nha. Chị Đăng Nguyễn ơi lấy C9 comment nha, C9 thì xin hỏi kèm địa chỉ à. Kim Phượng Cao. Chị Đăng Nguyễn em là địa chỉ nha. Chị Kim Phượng Cao, anh chốt thì chị Kim Phượng Cao. Dạ 46kg mình bao quần nha chị ơi. Bên cái váy này có chất co giãn à. Chị Kim Phượng Cao cho em địa chỉ luôn nha. Ok rồi. Trong váy này có quần trong đó chị và các bạn. Dạ ok chị Ngọc Huyền em thấy rồi. Sorry chị nha. Chị đang nghĩ em thấy địa chỉ rồi. Trần Thị Thúy Anh rồi chị. Chân hồi nãy là C3 với lại C11. Rồi. C3 với C1. C11 chứ không phải là C1 chị bấm lộn á. Ngọc Nhi ơi, chị cho em xin địa chỉ cụ thể. Có rồi. Bình Châu, Vũng Tàu. Các chị và các bạn nhớ là comment đầy đủ địa chỉ, tức là thôn xã huyện tỉnh nha. Lỗi cái mẫu gì. Lộn luôn. Rồi. Ok Ngọc, chị Ngọc Nhi nè. Ngọc Nhi comment địa chỉ rõ ràng sắp Đoan Nguyễn. Ok em thấy địa chỉ của mình nha. Ok Trần Thị Thúy Anh C11 và C3 nha. Dạ chị Ngọc Huyền thấy địa chỉ rồi nha. Nguyễn Thanh Nga C6 và C7 ok Thanh Nga nha. Dạ, em chốt cái chị Nguyễn Thanh Nga lại C6 và C7 nha. Rồi chị Nguyễn Thanh Nga ơi cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Các chị và các bạn nào cứ chưa cho mình địa chỉ và số điện thoại thì các chị và các bạn cứ comment cho em đi để em nhắn lại các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi comment địa chỉ và số điện thoại nha. Hôm bữa chị có đặt giống C11 cái áo màu xanh. Chị mặc không vừa hả? Chị Vi Lương Ngọc Phương ơi, chị bao nhiêu ký à? Vì em hiện tại là em chỉ có 41kg, em đang xuất ký đó chị ơi. Nhưng mà em mặc vẫn vừa chị nha, vì cái chất mình co giãn nè. Chị có thể thấy là cái vai mà nhỏ như cái cổ thì mình cũng vừa đó. Nên là đây co giãn như vậy. Nên là em thấy là cái phần
phong này là phong thuận chị nha. Cái phong thuận mà đúng nha. Rồi các chị và các bạn, còn C7 thì chị cho chị lấy luôn. Dạ chị Đoan Nguyễn ơi. Ok chị nha, chị cho các chị ơi, cho em địa chỉ và số điện thoại lại giúp em nha. Nếu các chị và các bạn nào chưa có nha, chị Đoan Nguyễn em nốt cho chị C7 rồi ạ. Đoan Nguyễn. Các chị và các bạn ơi, em sắp tắt like rồi. Các chị và các bạn nào mình chốt thì mình tranh thủ chốt nha. Vì thật ra tắt like rồi, chị nào mà mới chọn một combo duy nhất, mình cũng có thể chọn thêm một combo, nhưng mà sẽ rất ít combo còn các chị và các bạn nha. Nên mình tranh thủ mình chốt liền các chị và các bạn nha. Mình chốt liền. Để em nốt đơn lại cho mình nha. Nếu mà còn thì em nốt lại cho mình ngay. Này em đặt C1 với C3, đổi lại cho em C1 với C11 dạ. Em Trần Thị Thúy Anh, em dạ Trần Thị Thúy Anh, em nốt lại cho chị nha. Chị lấy C7 và C9 dạ rồi à. C7 và C9 chị Đoan Nguyễn ạ. À. Rồi em thấy rồi chị nha. Rồi Trần Thị Thúy Anh, C1 và C11. Em ok nha. C1 Ngọc Nhi, C1 và C10. Ok chị Ngọc Nhi nha. Áo cam cao mét mấy? Em cao 1m55 thôi các chị và các bạn ơi. Cái này là chiều cao rất là khiêm tốn chị và các bạn. C7, C6 và C7 dạ rồi. Nguyễn Thanh Nga, chị Nguyễn Thanh Nga ơi, chị có địa chỉ và số điện thoại bên em chưa ạ? Chị Nguyễn Thanh Nga, C6 và C7. Rồi, em chúc cho chị Ngọc Nhi nha. Cảm ơn chị Ngọc Nhi nha. Nguyễn Thanh Nga ơi, cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha chị Nguyễn Thanh Nga. 6 C7. Chị Nguyễn Thanh Nga hồi nãy chị có chốt xe xe máy ta. Nguyễn Thanh Nga hồi nãy chị có chốt. Ok. Nguyễn Thanh Nga C6 và C7 em nốt lại cho chị rồi nha chị Nguyễn Thanh Nga ơi. Nguyễn Thanh Nga ơi, em nốt lại cho chị rồi nha. Rồi. C. Ok. Em đã nốt rồi cho các chị và các bạn hết rồi nha. Rồi một xíu nữa. Bây giờ em sẽ tắt like các chị và các bạn nha. Tắt like. Rồi các chị nào mới chọn một combo mình cứ vào chọn thêm một combo nữa. Còn em sẽ bán cho mình với giá 99.000 luôn nha. Nhưng các chị và các bạn phải nhanh tay lên nha. Chứ đúng còn rồi. Hết là em không bán được nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị tắt like rồi các chị và các bạn. Chưa cho em địa chỉ thì mình cứ inbox cho shop các chị nha. Đúng rồi. Cho em địa chỉ để shop gửi hàng được nhanh chóng ạ. Các chị và các bạn nhớ là chưa có địa chỉ inbox liền cho shop mọi người nha. Ok, cảm ơn chị Lan Nguyễn Nhi. Và 8 giờ shop sẽ còn một like nữa. Các chị và các bạn vào nhanh nha. Tại vì like đó thì có 30 phút thôi. Rồi bye bye mọi người. 8 giờ gặp lại nha mọi người nha. 8 giờ mọi người nhá. Hẹn gặp lại các chị và các bạn vào lúc 8 giờ nha.